Hello mọi người, lại mình cũng Miễn đây. Hôm nay thì mình sẽ quay series trốn tìm như mọi người ở tại nhà mình nha. Ok, thì mình còn 2 cô thôi, được có dài nè. Trời ơi, nhưng mà chị mọi người ở trước mình rồi. Mọi người biết sao không? Tại vì chị mình nhận được ở dài rồi. Mình chưa nhận được ở dài. Nên chị mình sắp tới có xe ma rồi đó. Yes, chị mình có là mình cũng có đi lên được không ta? Hình như xe má này lên được. Cái này là cái một bộ đồ mới nha mọi người. Đây là một cái bộ đồ mới nha mọi người. Mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ đi chơi chốt tìm nha mọi người. Ok, nhanh chân là chị ơi. Bây giờ mình sẽ đi trốn nha mọi người. Để coi. Bây giờ coi. Ai có con số lớn nhất nha mọi người. Nhưng mọi người chắc chắn chị mình sẽ thua mình luôn ngay. Nha. Rồi đi. Ai lại lên chị à. Ok, mình sẽ đi trốn trước. Mình chắc chắn mình sẽ đi trốn trước luôn á trời. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi ai thả như chiến chiến à. Mình chiến chiến luôn. Thế tới chiến là mình chiến chiến. Trời ơi, nên mình sẽ cứ kéo đi trốn đi thôi nha. Trời sắp mồ hôi luôn á trời. Trốn nhà không phù hợp. Trời ơi, đơn đi ra thành phố La Gia để trốn. Bây giờ sẽ trốn ở thành phố Bình Lây xa nha mọi người. Chứ không trốn bây giờ ở nhà ít chỗ á. Tiếng là trận này là mình ất mặt nè mọi người. Thế xong cái mình biết sao không? Cái mình đi tìm cái mình không ra. Cái xong cái em tới mình đi trốn. Nhưng bây giờ đi không này mình sẽ úp mắt nha bé nha. Ok. Trời ơi xong chứ trời. Thôi cứ đi tìm chứ thì kìa. Tại vì qua giờ rồi kìa. Trễ giờ rồi. Trễ giờ rồi. Ở đâu vậy? Ở đâu? Trời ơi, mình biết chị mình trốn đâu rồi nha. Ở bãi biển. Nhưng mà cuối cùng thì chắc chắn không phải ở bãi biển luôn. Tại mọi người biết sao không? Chị mình đi chỗ khác mà. Kết quả thì tí nữa mình sẽ nói. Ok, bây giờ get go nè. Ở đây không có luôn á. Mình đơn nghĩ có khi nào chân cao không nhờ. Mình định ngay khi hí cầu nhưng mình không lên. Mình nghĩ không trốn chân cao đâu. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm nha mọi người. Mình ra ngoài biển tại mình nghĩ ở ngoài biển mà. Nhưng thật ra chị mình đã chạy trốn rồi. Nên bây giờ mình sẽ qua bãi biển mà mua một cây đàn chứ. Khúc này mua đàn nó mới hết tiền nè. Nhìn nha. Chà, hôm nay mình chơi hay em này mọi người. Mình vô một cái app mình tải ha. Em lại vô cái mình chơi hay em luôn á. Mình có thể cầm lên luôn á mọi người. Dễ thương không mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nè. Ok, đợi chút mua đàn rồi. Ơi chưa mua đàn, có đang mua không? Trời ơi, tự nhiên có bạn theo dõi. Cơ hội. Ok, bây giờ mình sẽ nhận cây đàn rồi nha. Ok, rồi bây giờ đi thôi. Đi thôi, đi tìm lại thôi nào. Sắp hết thời gian rồi. Lẹ lơ, sắp hết thời gian rồi. Trời ơi, rồi hết thời gian. Ok, mình đã tay le qua chị Hân. Bà ở trang đáy. Trời ơi, biết vậy nãy đi khương khí cầu rồi. Không đi khương khí cầu rồi. Cứ coi như chạy mất dép thôi à. Cứ vậy em rồi. Bây giờ tay lượng bị trốn nè. Mình sẽ bấm vô chị Hân chứ nè. Bây giờ sẽ đi khương khí cầu nè. Trốn mà trang ít ăn rồi. Ok, nhưng mà chị cũng có vô cửa hàng mua sắm á. Ở cửa hàng mua sắm được sắm đồ. Cái tự nhiên hay em không ai đó hoài hoài kia. Xong cái bấm điện thoại ngay.
rồi thì cái cậu ơi, thôi lên lẹ cho tôi chốt trong là thời gian mà chị hắn đi tìm là coi như con thôi. Lẹ nào rồi cuối cùng là cũng rơi nhớ, chắc chắn không trốn vào trận đây. Chỗ mày gần quá vậy. Sao em kia mà chịu cơ kìa. Sắp tới, vừa sắp hạ cánh. Thấy người này to to kìa, sắp hạ cánh nữa. Giờ tí nữa sẽ có kết quả rớt đó. Ok, mình sẽ nằm xuống và đợi mau như vậy. Chị mình lúc đó ở bên mái đều bấm bấm như khí cầu. Trời ơi, rung chết luôn. Bây giờ thì không bị bắt đầu tại ở dưới không bấm bơm á. Nếu mà mình đã kết bạn rồi thì mình có thể theo dõi thôi. Nhưng mà chơi này là phải bấm vào con người. Không bấm không được đâu nha. Đắp cánh an toàn. Đắp cánh gì mà không thường nữa chứ nào nữa trời. Thế thì chuẩn bị hạ cát xuống đất nè. Cái xong cái sổ chát luôn á. Nhảy xuống một rớt đất. Rồi sợ không chết luôn. Thì vô cửa hàng sắm đồ á mọi người. Thế xong cái chị mình vô đó. Thế xong cái chạy cái kép ra ngoài. Thế xong cái vô cái tiệm gấu này nè mọi người. Cái là mình chiến thắng á. Tại hết thời gian đó mà. Đâu có chịu coi thời gian. Ở cái người bây giờ mình sẽ vô nha mọi người. Vô thôi. Vô nè mọi người. Vô rồi. Mình nói là mình sống đồ ở trong điện thoại. Chứ thật ra là mình sống trong tiệm với chị mình mới vô tiệm. Tại chị mình thấy nghi ngờ. Xong cái bấm điện thoại mình thoát ra luôn á. Không biết mình là mấy giờ. Nếu mà cần quan tâm qua con mình là mấy giờ rồi mình tắm chưa. Ok. Thì hồi xưa người mới chơi game đó là biết e le người đi qua đâu người đó đi qua trường học, hai đứa đi qua trường học nhưng mà không thấy nhau á người. Rồi bấm vô điện thoại, ai ngồi ở trong điện thoại á người. Có cái bạn bè người tự nhiên xa xôi thấy ai đó. Cái thâu cái gì thoát ra điện thoại kiểu này nè. Kể với kiếp của trời sợ ra thấy hồi nãy thấy gì á. Trời ơi, thấy mà hồi hộp muốn chết luôn. Mình chạy đi dọc cầu thang nhưng mà sợ quá không lên. Giờ cũng bị phát hiện nè. Là phải đi qua trước mặt chị hơn nữa. Rồi chạy vô chỗ này nè. Chạy vô sắp hết thời gian rồi đó. Vừa tới nơi cái xong cái vô quá cho Barbie. Cái xong cái chị theo dõi. Ý là chị thua hả? Đó là chịu thua mọi người nhưng mà chịu hết thời gian luôn á. Đi lẹ. Trông lẹ là duy nhất. Tí không chạy nhiều nơi lắm. Một thì cái cầu à. Hai sắm đồ à. Ba thế này nè. Ê à, con nhảy xuống cái kia rồi chứ. Nhảy xuống thò tháp á. Xong rồi nhảy xuống gì nữa. Trời ơi nhiều quá trời. Theo dõi và ý là đà. Chị thua chứ. Không biết mấy giờ luôn á. Không biết có mấy giờ luôn á. Chắc đâu rồi á. Mình cho hai em chơi với mình nữa. Nhưng mà nó không chịu rồi. Chơi với mình mẹ hết. Chỉ cứ chơi với mình thôi đó. Chứ lấy gì mày không chịu chơi với mình nào. Ok bây giờ mình sẽ chơi chơi biết nữa. Ok chơi nữa. Vào wow, mặt ở đây khóc được. Nên mình đã xa hoài. Ôi giời. Được thế nào cơ. Tưởng là được như thế cơ. Ok người bây giờ mình sẽ đi đâu rồi như người. Ok đi thôi. Google. Ê trời ơi. Tới giờ đi rồi. Yes.
lo ngủ gật ở đó chơi không bé nữa. Bây giờ phải đi lẹ lè li li đi ở rồi. Đi coi. Đó mọi người thấy mình làm á. Còn đó, cái con mà di trẻ nữa mọi người, đập đập á. Đây là cái tàu không chịu chơi với mình. Ok ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm nha. Kiểu này mình đã nghĩ ở trong đây rồi. Mình sơ sơ biết là không có cho bó rồi. Mình ra ngoài tìm. Bây giờ thì mình nói mọi người, thì bây giờ mình sẽ chưa có tiền nhiều rồi, nên mọi người đừng xin nữa nha mọi người. Thì mới có tiền nhiều thì mình sẽ tổ chức cho mọi người cái sự kiện tham gia rồi. Cái sau cái sau người tham gia rồi, ai tham gia rồi được giải nhất rồi sẽ tặng quà nha mọi người. Ok, thì bây giờ tụi qua ngoài rồi á mọi người. Ok, bây giờ sẽ đi tìm rồi nha. Ok, đi thôi. Không biết có không nữa. Nhưng chắc chắn là mà không tìm thấy luôn á. Mình tìm dở lắm. Mình vậy thôi chứ mình tìm dở lắm. Nói mình dở vậy thôi chứ mình dở lắm. Ok. Có em đang cần phải chở bay rất rất luôn. Ok, còn có một em vẫn bay được, không có phụ, không có cái chỗ vẫn bay được, về kia thì. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi tìm nha mọi người, mình biết ở đâu rồi đấy, nhưng mà không biết ở đâu, tại vì xóa các bạn rồi, ui. Xóa các bạn rồi thì ác ở đâu rồi chơi. Mình tí nữa thì mình sẽ nhận ra sót bạn người. Tại vì mình nhìn lén nè. Nhìn lén thấy ở đây à. Không có. Tại vì biết sao không? Đừng sót bạn. Đang tìm bữa hay luôn chưa thấy xong. Ok. Thì mình sẽ đi tìm bữa. Ừ. Thì lúc này là tại vì mình biết lúc này là mình đã biết là ở đâu đó rồi, tại mình nhìn vô mà. Giờ cuối cùng không có. Ok. Giờ mình sẽ vô nè. Thì ở đây á có xích lô cam hay sao nữa. Thì mấy đây nó giảm giá rồi. Nó giảm giá. Nó giảm giá còn 18 hay 20 ngàn đó mọi người. Rồi do Zalo bay nữa mọi người. Mọi người coi nha mọi người. Ok thì bây giờ mọi người tiện là mà thấy đã sắp hết thời gian của trời ơi. Tất kê luôn vậy. Mình đến tìm cổ sở mà không thấy ai hết à. Trời ơi. Chỗ này chỉ có bán phụ thôi trời. Ôi chỗ này bác phụ quá trời. Trời ơi chỗ kiểu gì vậy trời. Hồi nãy mình thấy có gì bơi qua mình tưởng gì hơn các bạn. Mà quá nữa cái chân này nó đâu phải chân dài. Cũng không phải bỏ gá váy mà đen đâu trời. Trời ơi các bạn chịu thua rồi trời. Đó chịu thua rồi đó. Thế là hết thời gian rồi. Ok. Chơi trên sót các bạn ra chơi lại trời. Mới gì về là ký ra các bạn lại. Ok thì mình sẽ tặng quà cho chị và mình sẽ thử câu cá nhân phẩm. Ok thì bây giờ mình sẽ câu cá nhân phẩm thử nha. Ok đi thôi. Và let's go nè. Let's go đi thôi. Đi thôi. Đi nào. Lên. Trời ơi. Nên là cái gì vậy trời. Mới giờ hùi rồi nha. Thật cái hàng xui hơn nữa. Thứ ba. Trời ơi quá xui. Là thứ ba hơi ổn á. Ok. Tưởng bóng lớn hơn nữa chứ ai vậy. Tưởng cá lớn hơn. Tưởng cá gì đâu. Ai ngờ
nhưng phẩm hôm nay không ổn rồi, không ổn rồi. Ok thì mình sẽ báo mọi người nhé. Báo mọi người nhớ subscribe cho cô Nguyễn về cái kênh, nhớ cho báo những video mới cho người. Bye bye bye.